mối tình trọn đời. Tập 5. Cô ấy cần danh phận. Danh phận. Danh phận gì chứ? Điều kiện của cổ là anh phải cưới cổ về nhà. Đó là yêu cầu cổ đưa ra. Cô ta bị thần kinh, đừng để ý đến cô ta là được rồi. Mắt của tôi. Sao tôi không thấy gì hết vậy? Sao tôi không thấy gì hết? Cô tỉnh lại rồi. Tôi đang ở đâu vậy? Đừng sốt ruột. Mấy ngày trước cô bị đụng xe được đưa tới đây. Cô còn nhớ không? Tôi bị sao vậy? Đừng lo lắng nghe tôi nói. Mắt cô chỉ bị thương nhẹ thôi. Nếu được điều trị tốt sẽ không sao hết. Nè, mẹ, sao vậy? Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị mẹ. Vậy để con kêu Xuân Lan nấu cho mẹ chút canh. Không cần đâu. Thu Cầm nói đúng đó. Mẹ muốn ăn gì cứ nói họ làm. Không ăn uống như vậy sẽ hại cho sức khỏe. Mẹ không sao. Các con ăn đi. Mẹ đi nghỉ một chút. Mẹ, bà nội, lão phu nhân. Mẹ sao vậy? Bà nội, gọi bác sĩ đi. Mẹ ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Bác sĩ, tình hình mẹ tôi thế nào? Bệnh cũ thôi. Mọi người trong nhà không nên làm cho người già xúc động như vậy. Hãy tĩnh dưỡng cho tốt. Nếu xảy ra chuyện gì hãy báo với tôi. Được. Mời. Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều mà. Mẹ nghỉ ngơi nha. Không sao. Nghỉ một chút là khỏe ngay. Mẹ, con đã kêu Minh Nguyệt nấu cho mẹ món gà hầm nhân sâm rồi. Không cần. Con đi ra đi. Em gái ảnh cũng bị xe đụng. Đúng rồi, vị Quách tiên sinh đó rất tốt với cô. Anh thường mua quà và trái cây cho cô. Cô biết không, bây giờ xung quanh cô toàn là hoa tươi đó. Cô ngửi thử đi. Thơm không hả? Ngửi đi. Còn trái cây nữa nè. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là làm điều tốt không cần báo đáp. Vậy anh ta có để lại thông tin gì không? Anh ta chỉ nói ảnh họ Quách, ngoài ra không nói gì thêm. Họ Quách? Sao tôi không nhớ tôi có người bạn nào họ Quách kìa? Rốt cuộc anh ta là ai? Chị Hòa, dạo này anh bận chuyện gì vậy? Thì cũng là chuyện tìm khách hàng. Xem thử có món hàng gì mới có thể nhập được không. Ý của em là, mặc dù anh bận biểu, nhưng cũng nên quan tâm đến chuyện của mẹ một chút. Không phải bác sĩ đã kê toa thuốc cho mẹ rồi sao? Anh thật sự không biết trong lòng mẹ muốn gì à?
Anh còn cách nào nữa chứ? Ý em là mẹ có bệnh thiếu máu, sức khỏe không tốt. Chúng ta là con, cũng nên quan tâm đến mẹ một chút. Rốt cuộc em muốn nói gì? Chí Hòa, em muốn nói Lệ Hồng đang mang cốt nhục của anh, mẹ rất quan tâm đến cổ, đúng không? Vậy anh nói em biết. Em nói với mẹ, em tìm được một bà thầy bói nói là lần này cổ sẽ sinh con gái là được chứ gì. Vậy ý anh là kêu em đi bịa chuyện đi gặp mẹ à? Rốt cuộc anh phải làm sao? Cưới Lệ Hồng vào nhà này thật à? Hãy nghĩ cho mình một chút đi. Em đi lo cho Ái Châu, Ái Lệ. Anh nghỉ sớm đi. Trễ vậy rồi, con còn có chuyện gì hả? Mẹ, chúng ta đón Lệ Hồng về nhà, mẹ thấy có được không? Nói ra điều kiện như vậy, mẹ không thể đồng ý được. Mẹ, được rồi, đừng nói nữa. Mẹ, Lệ Hồng có thai rồi, con nghĩ đừng nghĩ nữa. Chuyện cần nói lúc ở nhà thím Thúy Nga, mẹ đã nói hết rồi. Con biết vì con mà mẹ không đồng ý với điều kiện của Lệ Hồng. Nhưng con là con dâu của mẹ, trong lòng mẹ luôn lo nghĩ chính là chuyện hậu duệ của Giang gia. Mẹ thương con như vậy, con có chuyện gì mà con không thể làm cho mẹ được chứ? Thu Cầm, Thu Cầm, mẹ, về chuyện của Lệ Hồng mẹ cứ giao cho con lo, đừng bận tâm nữa nha. Thật làm khó cho con rồi. Tiêu rồi, Kiến Hào. Đã lâu như vậy rồi, bên lão phu nhân không có chút tin tức gì hết. Tôi thấy không có chút hy vọng gì đâu. Thiếm Thuyên Nga, hay là thiếm đến Giang Gia một chuyến thăm dò coi. Còn muốn tôi đi Giang Gia nữa. Còn không biết tính của lão phu nhân, tôi quen biết bà ấy lâu như vậy cũng vô dụng thôi. Bà ấy đã quyết định thì không thay đổi đâu. Nếu Lệ Hồng có thể gả vào Giang gia, bất kể thím muốn gì, tôi cũng đồng ý với thím. Vậy tôi muốn một căn nhà, cậu chịu không? Đừng nói là một căn, thím nghĩ coi. Giang gia nhiều tiền như vậy, chỉ cần Lệ Hồng sinh được con trai, tôi sẽ là cậu hai. Bà nói xem, điều kiện của bà tôi không đáp ứng được sao? Hữu Thành, chúng ta tới chỗ Lệ Hồng đi. Dạ, mời thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân, không xong rồi, không xong rồi. Có chuyện gì vậy thím? Lệ Hồng ở nhà cứ khóc suốt, còn đánh vô bụng nữa. Muốn đánh chết đứa bé đó, đánh chết đứa bé. Sao lại như vậy được? Hữu Thành, chúng ta đi mau lên. Lệ Hồng, thiếu phu nhân tới rồi. Thiếu phu nhân tới rồi hả? Đừng gấp, cổ đang đợi ngoài phòng khách. Tôi nói cho hai người biết, lần này tôi tốn rất nhiều công sức mới lừa được cổ. Tôi nói Lệ Hồng muốn đánh chết đứa con, nên cổ mới vội vàng tới đây. Thiếm Thúy Nga, cảm ơn thiếm nha. Không cần phải vậy, cứ cảm ơn hoài. Cậu đừng quên chuyện cậu đã đồng ý đó. Làm sao mà quên được? Vậy thì tốt rồi. Thiếm đi nhanh lên. Kiến Hàm, bây giờ chúng ta làm sao đi? Giả bộ đánh bụng, làm cho giống một chút chứ. Mạnh lên. Vậy nếu lão hư thai thì làm sao hả? Thiếu phu nhân mau lên, Lệ Hồng đang quậy, cậu muốn đánh chết đứa bé kìa. Mạnh lên, đánh mạnh lên. Lệ Hồng, em bình tĩnh đi. Lệ Hồng, cô bình tĩnh lại đi. Lệ Hồng, đứa bé vô tội mà, em định như vậy mà. Lệ Hồng,
Đứa bé mất rồi, tôi sẽ không bị người ta cười chê nữa. Có chuyện gì mọi người có thể ngồi lại cùng nhau bàn bạc mà. Lão phu nhân, Xuân Lan, thiếu phu nhân về chưa hả? Thiếu phu nhân chưa về, bà đừng lo mà. Bác sĩ nói bà không thể quá xúc động được. Sao ta có thể không lo được? Đi đi, mau xem thiếu phu nhân về chưa. Đi đi. Ta thấy lần này Thu Cầm đi nói chuyện với Lệ Hồng thật không đơn giản. Sinh con trai hay con gái còn chưa biết, đã đưa ra yêu cầu như vậy. Ta quyết không thể đồng ý. Không thể đồng ý. Mẹ, Thu Cầm về rồi hả? Thu Cầm thế nào rồi? Mẹ, con đã tự quyết định một chuyện. Con lấy vàng bạc và nữ trang của con đưa cho Lệ Hồng. Điều kiện của con là nếu cổ sinh con gái thì mấy món đồ này coi như là của bồi thường. Nếu cổ sinh con trai, con sẽ kêu Chí Hòa cưới cổ về nhà. Như vậy không được đâu. Nếu lỡ nó sinh con trai thật thì phải cưới nó về sao? Mẹ, chuyện này đâu có gì bế tắc. Nếu Lệ Hồng thật sự sinh con trai, đến lúc đó cổ không đưa đứa bé cho chúng ta, vậy phải làm sao đây? Vì con nghĩ đến điều này nên không thể nào quyết định khác được. Lệ Hồng nói sao hả? Lúc đầu cô còn do dự, sau đó nhờ Kiến Hào và Thiếm Thúy Nga khuyên bảo, cô mới bằng lòng. Thu Cầm, tổ tiên Giang gia chúng ta chắc là tích đức rất nhiều mới có được một nàng dâu vừa hiền lành vừa biết điều như con. Việc này nếu không phải vì con hiểu chuyện thì thật không biết phải thu xếp ra sao nữa. Mẹ, con đã thu xếp xong hết rồi. Mẹ đừng phiền não nữa nha. Để tinh thần thoải mái, sức khỏe là quan trọng nhất. Thiếu phu nhân, hợp đồng của công ty Lợi Đạt đã đưa đến mấy ngày rồi. Cô coi thử xem có phải sửa đổi điều gì không. Trước giờ hợp đồng đều do thiếu gia coi mà, anh ấy xem qua chưa? Gần đây thiếu gia ít tới văn phòng. Chứ Hòa không đến công ty, vậy anh đi đâu chứ? Thu Cầm là đứa con dâu tốt. Nó thấy mấy ngày nay mẹ ăn không ngon ngủ không yên nên chủ động đến chỗ Lệ Hồng. Thu Cầm tới chỗ Lệ Hồng, họ nói chuyện xong rồi. Con đi đón Lệ Hồng về. Nếu Lệ Hồng sinh con trai, con phải cưới nó đó. Sao Thu Cầm lại làm như vậy? Con không tin. Cũng không còn cách nào. Nếu Lệ Hồng sinh con trai thật, để con cháu của Giang gia lưu lạc bên ngoài cũng không được. Lệ Hồng cứ dẫn ra điều kiện như vậy, Thu Cầm chỉ có thể đồng ý thôi. Cô đồng ý rồi à? Đúng. Hết cách rồi. Chí Hòa, Chí Hòa, rốt cuộc có chuyện gì? Em còn kêu anh và Lệ Hồng kết hôn. Chuyện này không thể nào được. Mẹ cũng đã đồng ý rồi. Mẹ là mẹ, anh là anh. Chuyện này chưa được anh đồng ý đã bắt anh cưới Lệ Hồng. Anh nói cho biết, chuyện này anh không đồng ý. Không thể. Chí Hòa, anh nghe em nói. Nghe em nói cái gì? Càng ngày càng không tôn trọng anh. Anh nói cho biết,
Chuyện này dừng tại đây. Các người muốn đón lễ hồng thì tự đi đi. Thật là không hiểu ra làm sao nữa. Chí Hòa ơi Chí Hòa, không phải em muốn làm như vậy. Trong bụng em rất lo lắng cho mẹ vì chuyện nói dối. Chí Hòa, anh nói em phải làm sao? Phải làm sao đi? Không được, con tuyệt đối không chịu. Chí Hòa, sao anh có thể nói chuyện như vậy với mẹ? Vậy hai người nói coi tại sao? Cứ nói một đằng là một nẻo. Mẹ, lúc đầu trước khi Lệ Hồng chưa đến, mẹ nói với con chịu trách nhiệm chuyện nói dối của Giang Gia. Đó là trách nhiệm của con. Đột nhiên bắt con cưới Lệ Hồng, trước kia ta đâu có thỏa thuận như vậy. Không sai, mẹ đã làm trái thỏa thuận. Nhưng Lệ Hồng đang mang cốt nhục của Giang Gia ta. Mẹ, chính Lệ Hồng đã nói đứa bé không có chút quan hệ gì với Giang Gia. Im miệng cho mẹ. Lệ Hồng mang cốt nhục của Giang Gia chúng ta. Như Thu Cầm đã nói, nếu sinh ra con trai để nó lưu lạc bên ngoài, con còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên Giang Gia hả? Được rồi, bất kể con đồng ý hay không, mau đi rước Lệ Hồng về đi cho mẹ. Mẹ, đừng nói nữa. Thu Cầm đã thu xếp hết rồi. Như vậy gọi là thu xếp sao? Chưa được con đồng ý mà gọi là thu xếp sao? Thu Cầm, anh hỏi em, rốt cuộc em có còn tôn trọng chồng của em hay không? Có hay không? Con còn trách Thu Cầm. Con có biết Giang Gia thắp bao nhiêu hương mới có được con dâu tốt như vậy không? Con cho rằng cưới vợ nhỏ cho chồng, nhường người đàn ông yêu thương của mình cho người khác dễ lắm sao? Đó là chuyện một người bình thường không thể làm được. Thu Cầm đã hy sinh cho Giang Gia chúng ta bao nhiêu, chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, con biết không hả? Con có phải là đàn ông không? Sao mẹ lại nói những lời như vậy? Mẹ biết mà, Thu Cầm vì Giang Gia ta chịu bao nhiêu đau khổ. Con cũng luôn mong mình có thể làm cho Thu Cầm sống thật vui vẻ trong nhà chúng ta. Đó là trách nhiệm của con, mẹ có biết không hả? Nếu Giang Gia có người nói giỏi, mọi người đều vui vẻ. Mẹ, mẹ về Thu Cầm sao cứ... Thôi đi, không cần nói nữa. Được, mẹ đã nói rõ ràng dứt khoát với con rồi. Nếu con không đón Lệ Hồng về, từ đây về sau con đừng gặp mẹ nữa. Khi mẹ còn sống, không cho phép con bước vào phòng của mẹ nữa. Sau khi mẹ chết, con không được mặc áo tang để tang. Chúc mừng nha, chúc mừng nha cô Lệ Hồng. Giang Gia cho người tới đón cô về rồi. Cô Lệ Hồng, lão phu nhân nhà chúng tôi kêu tôi đến đón cô về. Đón tôi về sao? Tốt rồi, tốt rồi, tốt quá rồi. Tôi biết người của Giang Gia rất rõ ràng, sau này sẽ thái bình thôi. Cô Lệ Hồng, xin cô chuẩn bị đi, chúng ta phải đi bây giờ. Chỉ có ông tới đón tôi sao? Tôi đến đón cô về mà. Thu Cầm đâu? Ở Giang Gia. Vậy Chí Hòa đâu? Ở Giang Gia. Vậy lão phu nhân đâu? Cái này còn phải ở Giang Gia sao? Đúng, họ đều ở Giang Gia. Tốt, họ ở Giang Gia. Anh cũng về Giang Gia luôn đi. Tôi về Giang Gia. Đúng rồi, tôi đến để đón cô về Giang Gia. Đây là nhiệm vụ lão phu nhân giao cho tôi. Tôi không thèm về với anh. Lệ Hồng, cô sao vậy? Tôi không về. Rõ ràng là các người ức hiếp tôi. Tôi nói rồi, nếu Giang Chí Hào không đến đón tôi sẽ không về. Mẹ không thể đồng ý được. Sự việc đã đến nước này rồi, nếu cứ bỏ đi như vậy, không phải ta đã phí công vô ích sao? Nhưng có Lệ Hồng này, mẹ, con nói câu này mẹ nghe không vui.
Nhưng chúng ta thử nghĩ cho cổ, đừng có niệm vị Lệ Hồng. Nếu chỉ phái Hữu Thành đi đón, cổ nhất định sẽ cảm thấy mất mặt. Huống hồ Chí Hòa đã chịu cổ rồi, cho nên con thấy phải như vậy mới đúng. Kêu Chí Hòa đi đón cổ đi. Mẹ hiểu ý của con, nhưng nếu như con đồng ý với nó, con biết điều này có nghĩa là gì không? Mẹ, mẹ đừng vì con mà nghĩ nhiều như vậy nữa. Vì Giang gia, chuyện gì con cũng làm hết. Con đúng là một đứa con ngoan. Thiếu gia, thiếu gia, cậu tới rồi hả? Không phải Lệ Hồng muốn tôi đến đón cổ sao? Dạ đúng, Lệ Hồng thật không biết điều chút nào. Thiếu gia bận trăm công ngàn việc dẫn đến đón nó. Lệ Hồng đúng là vừa mừng lại vừa lo. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Anh nói với cổ tôi đang đợi cổ trên xe. Lệ Hồng, thiếu phu nhân, em về đây là tốt rồi. Lão phu nhân đang đợi em ở qua biên đó. Chúng ta đi gặp mẹ đi. Dạ. Nè, em đang nghĩ gì vậy? Không giúp anh thì đi làm việc của mình đi. Đừng có đứng ở đây than vắng thở dài nữa được không? Em đang tức chết đây. Lần này Giang gia có chuyện náo nhiệt để xem rồi. Lúc Lệ Hồng ra đi, anh đã nói với em cổ sẽ quay trở về. Bây giờ cổ quay về đó là chuyện rất bình thường mà. Em thật không thể hiểu nổi thiếu phu nhân chúng ta có phải là quá đáng quá không? Không có. Quá đáng? Không có. Quá đáng? Không có. Vậy anh nói xem không quá đáng ở chỗ nào? Chỉ một câu đơn giản. Thiếu phu nhân vì hương quả của Giang gia nên phải chịu nổi uất ức này. Anh nói rồi em vẫn không hiểu. Thật ra lão phu nhân rất thương thiếu phu nhân. Nếu không cứ cưới vợ hai cho thiếu gia cũng được. Điều quan trọng là lão phu nhân thương thiếu phu nhân nên mới kêu thiếu gia mượn người ta sinh con. Mượn người sinh con cũng không cần phải tìm loại đàn bà này. Nhìn không ưa một chút nào. Nhưng mà em cảm thấy Kiến Hào anh họ của cô ta được lắm đó. Em đó, em có chừng nhìn nhầm người đó. Vậy sao? Mẹ, Lệ Hồng đến thăm mẹ nè. Lão phu nhân, con muốn đến xin lỗi bà. Về là tốt rồi. Thu cập, ở Hiểu Buôn không phải có việc sao? Đi làm đi. Dạ. Lệ Hồng, vậy em giúp chị chăm sóc mẹ nhé. Chị đi trước đây. Lão phu nhân, Lệ Hồng này, Giang gia chúng ta cũng chỉ vì muốn có người nói giỏi. Chọn trúng con cũng là có duyên phận.
Con có hiểu lời ta nói không? Lão phu nhân nói đúng đó. Xin lão phu nhân tha thứ cho Lệ Hồng không hiểu chuyện, không biết gì cả, làm cho lão phu nhân nổi giận, thật là đáng tội. Lệ Hồng, không phải anh nhiều chuyện, nhưng em không nghĩ thử xem, gian gia từ trên xuống dưới ai cũng tốt với em, em cũng phải cư xử đúng mực, đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Bằng không đừng nói là gian gia, ngay cả anh cũng không tha thứ cho em đâu. Cũng may là lão phu nhân thông cảm vì em còn nhỏ tuổi, không chấp em hiểu biết nông cạn, còn có mong xin lỗi lão phu nhân. Lão phu nhân, trăm lỗi ngàn lỗi đều là lỗi của con. Con không định quá cứng đâu. Được rồi, biết lỗi là được rồi. Hy vọng sau này con đừng quậy gian gia chúng ta đứng ngồi không yên nữa. Không dám, không dám. Lão phu nhân, người là người lớn, không chấp người nhỏ. Con tin lần này Lệ Hồng đã được một bài học, sau này đã tuyệt đối không dám nữa đâu. Lệ Hồng, con yên tâm, bây giờ con đang mang thai, ta không bạc đãi con đâu. Sau này ăn ở cho tốt, giúp gian già hoàn thành ước nguyện. Đúng đó, đúng đó. Sau này con cũng cố gắng dạy dỗ Lệ Hồng. Được rồi, con đi đi. Con không mau cảm ơn lão phu nhân. Cảm ơn lão phu nhân. Mình có nên tiếp tục chăm sóc cho cổ không? Nếu mình bỏ đi, vậy cổ phải làm sao đi? Không được, mình phải tiếp tục lo cho cổ, đến khi nào cổ hoàn toàn bình phục. Sao vậy hả? Không sao cả. Quách tiên sinh, hôm nay anh không nói câu nào. Anh có chuyện gì không vui phải không? Không có chuyện gì đâu. Tôi cảm thấy tâm trạng anh không được tốt. Có phải vì gần đây anh phải chăm sóc cho tôi, nên đã ảnh hưởng nhiều đến công việc của anh? Bây giờ tôi đã khỏe rồi, cũng có thể tự lo cho mình. Hơn nữa ở đây còn có y tá, anh cứ việc đi làm việc của mình đi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Nè, ăn táo đi. Tôi chỉ nghĩ là anh có chuyện không vui, tôi có thể chia sẻ với anh. Hay là có khó khăn gì, có thể tôi giúp được anh. Bộ dạng cô bây giờ như vậy, cô có thể giúp tôi được sao? Quách tiên sinh, tôi... Thật ra ý của tôi là muốn trị đôi mắt cô khỏi trước. Sau khi đôi mắt khỏe lại thì có thể giúp tôi rồi, đúng không? Đúng, tôi biết rồi. Ăn trái cây đi. Tình Hữu Thành chết tiệt này, sao tới giờ còn chưa tới nữa? Còn không tới, cơm nước nguội lạnh hết rồi. Mình đi tìm hắn thôi. Hữu Thành,
Vừa ăn cơm đi, thức ăn nguội hết rồi. Đợi anh rửa xe xong sẽ vô ăn ngay. Không được, anh ăn trễ như vậy sẽ không ngon đâu. Anh đi ăn đi, để em giúp anh rửa. Em tốt với anh vậy sao? Tốt với anh cũng không được sao? Được được, anh đi ăn cơm nhé. Mà em ăn chưa? Ăn rồi. Em ăn rồi à? Vậy anh ăn một mình rất buồn lắm. Buồn? Ừ, hai người cùng ăn. Em nhìn anh nhìn em. Hai chúng ta nói chuyện đông chuyện tây. Như vậy thật là có tình cảm. Tình cảm? Vậy có cần thắp vài cây nến không hả? Làm một buổi ăn tối lãng mạn gì đó cũng được. Nhưng mà buổi ăn tối lãng mạn nên để buổi tối ăn thì tốt hơn. Anh nghĩ hay thật. Mau đi ăn cơm đi. Thiếu gia đang đợi anh chở tới hiệu buôn kìa. Lúc nãy còn dịu dàng như vậy, bây giờ đùng một cái trở nên hung dữ quá chừng. Cô gái này đúng là lúc nắng lúc mưa. Anh còn không đi, em sẽ cho anh tắm mưa luôn đó. Anh đi, anh đi. Minh Nguyệt này, lúc thì tốt với mình, lúc thì hung dữ. Thật khó hiểu. Rốt cuộc cô ta có ý gì với mình đây? Nếu nó không tốt với mình thì sao để cho mình nhiều đồ ăn như vậy? Còn giúp mình rửa xe. Nếu nói là không có ý với mình, chỉ là nói xạo thôi. Thiếu gia, tôi xong rồi. Chúng ta đi nhé. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Sao vậy? Xin lỗi thiếu gia. Đi đi, đi mau lên. Đợi chút. Chút nữa từ từ lái xe tới hiệu buôn. Nhớ chút nữa đi khám bác sĩ đi. Dạ, cảm ơn thiếu gia. Thiếu gia, Hữu Thành Ảnh, anh ta đau bụng. Đau bụng à? Thiếu gia, vậy sao cô đến hiệu buôn được? Tôi tự lái xe đi. Thiếu gia, đúng lúc tôi cũng đến hiệu buôn. Hay là để tôi kéo xe đưa cậu đi nhé. Anh đưa tôi đi. Đúng đó, trước kia tôi cũng từng kéo xe. Khách đi xe của tôi lúc trước không ai dám chê đâu. Không phải tôi không tin anh biết kéo xe, nhưng như vậy thật không nên. Không sao đâu thiếu gia. Xin mời. Thiếu gia, cậu ngồi có thoải mái không? Tốt lắm, rất thoải mái. Thật ra trong lòng tôi có một chuyện cảm thấy rất ái náy với cậu. Ái náy? Chuyện gì vậy? Đó là chuyện nói dối tông đường. Cậu phải chịu nhiều thiệt thôi. Cảm giác của cậu tôi rất hiểu. Nhưng cậu yên tâm, tôi cho Lệ Hồng uống thang thuốc gia truyền này rất hiệu nghiệm. Lần này nhất định sẽ sinh con trai. Đây cũng là tấm lòng của tôi đối với cậu và lão phu nhân. Để Lệ Hồng sớm sinh con trai, hoàn thành trách nhiệm của cậu, sau đó mang nó đi khỏi Giang gia. Ý anh nói sau khi Lệ Hồng sinh xong, anh sẽ mang cổ đi khỏi Giang gia? Đúng đó. Lúc trước tính tình Lệ Hồng không tốt lắm, nhưng gần đây đã tốt hơn nhiều rồi. Xin cậu đừng chấp nhất nó. Đợi Lệ Hồng sinh con xong, chúng tôi sẽ đi ngay. Cậu và thiếu phu nhân lại trở về cuộc sống như trước đây. Nói thật với thiếu gia, tôi rất ngưỡng mộ cuộc sống của người có tiền. Nếu tôi được giống như cậu thì tốt quá. Thiếu gia, cậu nói xem, có thể một ngày nào đó tôi sẽ có nhiều tiền như cậu phải không? Kiến Hào, sau khi anh đến hiệu buôn làm việc, anh thật sự rất cố gắng. Tôi tin sẽ có ngày anh thành công. Cảm ơn thiếu gia đã mở lời. Tôi cố gắng vì hiệu buôn là chuyện nên làm mà. Mọi người chiếu cố đến tôi như vậy, tốt với tôi như vậy. Nhưng có điều, sao hả? Hiệu buôn làm ăn phát đạt như vậy, cậu lại ít có mặt ở đó. Nghe nói có một số việc Dương tổng quản không lo hết được, cho nên muốn tìm một trợ lý giúp ổng. Không biết thiếu gia có thể chọn tôi không? Thiếu gia, cậu hãy tin tôi. Chứ cần được làm trợ lý tổng quản, tôi nhất định sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Anh nói anh muốn làm trợ lý cho viên tổng quản. Đúng, thiếu gia, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt. Chút nữa tôi đưa anh đi gặp viên tổng quản. Cảm ơn thiếu gia đã nói giùm.
Cô Liêu chúc mừng cô, ngày mai có thể xuất viện rồi. Thật sao? Đúng vậy. Cảm ơn bác sĩ Ngô. Đừng khách sáo. Bệnh nhân như cô đã hồi phục nhanh như vậy thật hiếm thấy. Tôi thấy chắc có liên quan đến tâm trạng vui vẻ của cô. Bác sĩ Ngô, anh nói đúng đó. Có một người luôn quan tâm chăm sóc cho cô, có thể đó chính là nguyên nhân chủ yếu. Cô Liêu, sau khi cô xuất viện, 3 ngày sau nhớ đến tái khám. Sau này mỗi tuần đến tái khám một lần. Khi bệnh tình của cô thật ổn định, chúng tôi sẽ chuẩn bị phẫu thuật mắt cho cô. Bác sĩ Ngô, tôi... Cô yên tâm. Theo tình hình của cô, cuộc phẫu thuật sẽ có 80% cơ hội thành công. 80% sao? Đúng vậy. Chỉ cần cô tiếp tục giữ được tâm trạng tốt như bây giờ, tôi tin chắc sẽ có thể giúp cô thấy lại ánh sáng. Dạ, cảm ơn bác sĩ Ngô. Đừng khách sáo. Tôi còn phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật nữa, tôi đi trước đây. Chúc mừng, chúc mừng. Thật ra người tôi cần cảm ơn nhất là cô đó, cô y tá. Cảm ơn nhé. Cảm ơn gì chứ? Chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của chúng tôi. Thật ra người giúp cho cô hồi phục nhanh như vậy và còn vui vẻ cả ngày như thế chính là vì Quách tiên sinh thường đến thăm cô đó. Thôi, đến giờ uống thuốc rồi. Nhớ uống thuốc đó. Để tôi lấy cho. Quách tiên sinh, anh đến rồi hả? Cho anh biết một tin vui nè. Lúc nãy bác sĩ nói với tôi, ngày mai tôi nghe hết rồi. Tôi đến đây được một lúc rồi. Bác sĩ và cô y tá đều nói tôi có thể hồi phục nhanh như vậy đều là nhờ công lao của anh đó. Không phải đâu. Cô hồi phục nhanh như vậy là vì cô biết nghe lời bác sĩ. Không, họ nói không sai. Tôi hồi phục nhanh như vậy là nhờ anh đã quan tâm chăm sóc cho tôi. Có anh quan tâm đến tôi như vậy, còn tốn nhiều tiền lo cho tôi. Tôi thật không biết nên cảm ơn anh như thế nào cho đủ. Tôi... Đừng nói nhiều nữa, uống thuốc đi. Từ đây về sau, tôi sẽ quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn, cho đến khi mắt cô hoàn toàn bình phục. Được không? Ông chủ Hứa mời dùng trà. Ông chủ Hứa, thật ngại đã để ông đợi lâu. Không sao, không sao. Giờ tôi đến sớm thôi. Không biết lần này ông chủ Hứa đến đây có chuyện gì, có thể cho tôi biết trước không? Nếu có thể, nhân lúc ngồi đợi thiếu gia nhà tôi, chúng ta bàn luôn những điểm chính. Tôi sẽ ghi lại. Như vậy thiếu gia chúng tôi đến, chỉ cần xem qua sẽ thấy ngay những yêu cầu bên ông, sẽ bàn chuyện với ông nhanh chóng hơn. Được, được. Đề nghị của anh rất tốt. Chuyện đến như vậy. Lúc trước tôi đi Paris xem qua một số nước hoa, tôi muốn nhập khẩu. Nói tiếp đi. Số nước hoa này. Đúng rồi Chi Hòa. Kiến Hào làm việc ở Hiệu Buôn thế nào rồi? Rất có năng lực. Một người làm bằng 3 người. Rất nhiều ông chủ khen ngợi ảnh. Thật à? Thật không ngờ. Lúc đầu chỉ vì muốn cảm ơn nó bốc thuốc cho Lệ Hồng mới sắp xếp cho nó một công việc ở Hiệu Buôn. Không ngờ nó chăm chỉ và có năng lực như vậy. Đúng đó mẹ. Vậy chút nữa con đi thăm Lệ Hồng. Chị nói là Kiến Hào hả? Anh họ của em đúng là đã giúp Giang gia chúng ta rất nhiều. Không phải chỉ giúp chuyện sinh con trai thôi đâu. Không chỉ là chuyện sinh con trai. Đúng đó. Từ lúc Kiến Hào làm trợ lý của Dương Tổng Quản, mọi chuyện anh ấy đều xử lý rất tốt. Không những nhân viên trong Hiệu Buôn đều lấy ảnh làm gương, cố gắng làm việc hơn trước. Thậm chí cả khách hàng cũng khen ảnh. Hiệu Buôn chúng ta đúng là may mắn mới mời được ảnh đến làm. Tiểu phu nhân, chị đừng nói như vậy. Chị đối với chúng em rất tốt. Anh họ em đương nhiên là phải làm việc thật tận tụy rồi. Cho nên chị mới nói với em. Bây giờ lão phu nhân, Chí Hòa và chị nữa quyết định tăng lương cho Kiến Hào, tăng lương cho anh ấy để thưởng công anh đã cố gắng trong thời gian qua. Cảm ơn thiếu phu nhân, cảm ơn. Chị ngồi đây đợi em một chút, em đi pha cho chị bình trà. Không cần đâu, chị còn có việc phải dạy ấy Châu ấy Lệ làm bài tập nữa. Chị đi đây. Vậy em không giữ chị nữa.
Chị đi nhé. Tạm biệt. Lệ Hồng, Kiến Hào, lúc nãy anh đã nghe chưa? Thiếu phu nhân muốn tăng lương cho anh đó. Tăng lương thật tức cười.